Thưa quý vị, cái được gọi là Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là một tổ chức khủng bố. Người nào có hành vi tham gia, lôi kéo, xúi dục tham gia, tài trợ hoặc là nhận tài trợ của tổ chức này thì đều là tội phạm khủng bố hoặc là tài trợ khủng bố. Thông báo đã được Bộ Công an Việt Nam đưa ra từ tháng 1 năm ngoái. Tổ chức khủng bố này vô cùng manh động liều lĩnh, ngang nhiên thách thức chính quyền và an ninh quốc gia Việt Nam. Hình thành vào năm 1991 từ một số nhóm phản động lưu vong người Việt Nam tại California, Mỹ. Đứng đầu tổ chức này là Đào Minh Quân, sinh năm 1952, quốc tịch Mỹ, nguyên trung úy ngụy. Trong những năm qua, tổ chức này đã móc nối lôi kéo phát triển lực lượng ở Việt Nam, xây dựng căn cứ, mua vũ khí và thực hiện các hoạt động khủng bố ở các địa phương. Cơ quan chức năng Việt Nam đã kịp thời ngăn chặn và đưa ra xét xử những đối tượng là thành viên của tổ chức này theo pháp luật của Việt Nam và phù hợp với luật pháp của quốc tế. Tuy nhiên gần đây, tại tỉnh Bình Phước, một số người thiếu hiểu biết đã lại bị tổ chức này dụ dỗ, sử dụng mạng xã hội để tham gia chiến dịch trưng cầu dân ý bầu cho Đào Minh Quân làm Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Lực lượng công an đã bóc gỡ được 37 đối tượng trong vụ việc này và lập hồ sơ quản lý các đối tượng. Bên cạnh đó, thì chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đã đưa các đối tượng ra để kiểm điểm trước dân nhằm giáo dục răn đe, không để tái phạm. Như tại thôn Sơn Tân, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, 4 đối tượng đã được đưa ra kiểm điểm, gồm là Nguyễn Mạnh Hòa, sinh năm 1991, Trương Anh Tuấn, sinh năm 1974, Nguyễn Thị Vui, sinh năm 1965 và Vàng Xeo Vu, sinh năm 1970. Trong buổi kiểm điểm, trước đại diện chính quyền và các đoàn thể của địa phương cùng với những người dân trong khu dân cư, các đối tượng đã nhận ra hành vi sai trái, vi phạm pháp luật của mình khi tham gia vào tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Tôi nhận thức được hành vi của tôi là vi phạm pháp luật. Tôi cam kết từ nay về sau sẽ không tham gia bất kỳ tổ chức phản động nào. Bởi vì cái đó mình không biết, không ăn hiểu học thì mình làm cái đó sai trái. Đảng và nhà nước sửa cái sai cho tôi, tạo điều kiện cho tôi sống với vợ con, đi làm ăn cho nó tốt, đừng mà nghe cái kẻ xấu. Tham dự buổi kiểm điểm đối tượng trước quần chúng nhân dân thôn Sơn Tân, mục sư Giàng Xuân Sẻng khẳng định cũng sẽ có biện pháp kỷ luật về tôn giáo với những đối tượng vi phạm. Chính quyền rất là quan tâm dân chúng tôi, thì tôi cũng xin gửi lời rất là cảm ơn chính quyền địa phương quan tâm cho chúng tôi. Thì sau đây thì anh Vu là một người tín đồ tin lành tại tỉnh nhóm này, thì chắc chắn rằng chúng tôi cũng sẽ có một cái biện pháp để mà kỷ luật trong cái vấn đề là trong tôn giáo qua cái sự việc này, để làm sao thì có thể là sống một người sống tốt đời đẹp đạo. Chúng tôi cũng khuyên mọi người đó là phải luôn luôn có cái cảnh giác, đặc biệt là cái thế hệ trẻ hiện nay đó, trên trang mạng thì nó rất là nhiều, nhất là trang mạng xã hội đó, nhiều cái thông tin, nhiều cái nội dung, trong đó có cái nội dung của những kẻ phản động nó nhằm phây rối đảng và nhà nước chúng ta trong cái vấn đề xây dựng đất nước. Các cái tổ chức khủng bố mà nếu có gây hấn ở Việt Nam hoặc gây ra những cái vụ khủng bố ở Việt Nam, đứng đằng sau đó đều có cái sự tài trợ của chính phủ của một số quốc gia đã thực hiện những mưu đồ chính trị để nhằm mục đích là làm cho người dân Việt Nam là đau khổ hơn, hoặc là kích động vào cái tạo ra cái sự là bất ổn trong việc là trong môi trường hòa bình và ổn định, để coi như là tạo ra để thực hiện những cái ý đồ chính trị khác nhằm cuối cùng là để làm suy yếu chính quyền của chúng ta. Đấy, chính vì thế cho nên là chúng ta phải vạch mặt, chỉ tên và đồng thời phải đấu tranh một cách trực diện ấy bằng mọi biện pháp. Trước những âm mưu hoạt động khủng bố phá hoại của Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, mỗi người dân Việt Nam cần nâng cao ý thức và trách nhiệm, nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, tố giác tội phạm, hỗ trợ lực lượng công an và chính quyền địa phương đấu tranh ngăn chặn kịp thời, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.